Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn bình an, may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Quý Dậu trong tháng 5 là một việc làm đặc biệt quan trọng đối với các bạn sinh năm 1993. Bởi qua phần luận giải lần này thì bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về cuộc sống của mình trong tháng 5 âm lịch. Cụ thể hơn, bạn có thể thấy được điềm hung vận cách của mình thông qua lá số tử vi. Phần luận giải được thực hiện bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm về độ chính xác tuyệt đối. Qua việc xem tử vi, thầy cũng sẽ chỉ rõ cho quý vị về toàn cảnh bức tranh của mình, cũng như là cách hóa giải để có thể mang lại tài lộc may mắn. Sau đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 mệnh kiếm phong kim, tài vận của con giáp này rất tốt, tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra. Thế nên tay làm thì hàm nhai mà tay quay thì miệng trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung mà tuổi Quý Dậu cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, đây là người sẽ nắm quyền lực trong tay. Có lẽ cũng vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với những người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ, nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh và buôn bán. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không kêu bao bần tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết, là khách hàng của họ thì thấy buôn bán hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên tình cờ như ăn cơm, uống nước chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Sự nghiệp của những người tuổi Quý Dậu tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực thì các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt nhất. Sức khỏe của nữ Quý Dậu tháng này ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Quý Dậu phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm thấy tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng tới công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Quý Dậu trong tháng 5 này vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Chẳng những thế, sự cứng nhắc không linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn. Đường công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Nếu quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học hành, bạn cũng sẽ có được những bước tiến nhất định. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn có thể tích lũy được nhiều kiến thức hữu ích cho tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng 5 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Quý Dậu không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm và để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Nếu là người năng động, bạn có thể bắt tay vào các công việc làm thêm cũng như sẽ kiếm thêm được một khoản dư đôi kha khá cho sau này. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may mắn khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu,
giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, một số hung tinh kích phát suy nghĩ tiêu cực, tự ti khiến gia chủ có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần giữ trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực thì bạn dần sẽ tìm ra hướng giải quyết cho mọi việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi cũng như thường xuyên vận động để có được một sức khỏe tốt. Các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tháng 5 năm 2022 âm lịch là lúc mà tuổi Quý Dậu sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng với những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ và nói rõ nỗi khổ tâm khó khăn của mình đối với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng mà làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Tổng quan tháng năm âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần. Tháng năm âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022 âm lịch, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng năm Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp mùi tam hợp dần và tuất thành hỏa cục, xung tí, hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão và tuyệt hợi. Đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức ngày 8 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức ngày 20 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông cay này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và có được những bước đi vững chắc hơn trong tháng năm âm lịch tới đây. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả quý vị vì thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào và hẹn gặp lại.